Vâng, kính thưa quý vị thân mến, chỉ còn ít phút nữa thôi thì chương trình Cồng Chiêng cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức sẽ kết thúc vào lúc 21 giờ. Vâng, đây là những giây phút cuối cùng của chương trình, giây phút cuối cùng mà các nghệ nhân đứng trên sân khấu này để trình diễn phục vụ quý vị. Chúng ta hãy đừng ngần ngại, hãy cùng vào hòa vào vòng xoay, hòa vào không khí lễ hội trong đêm nay ngay giữa trung tâm thành phố Pleiku của chương trình đoàn kết. Đúng với slogan, đúng với mục tiêu chương trình, đó là thưởng thức và trải nghiệm. Diễn ra vào buổi tối thứ bảy hàng tuần trong khung giờ từ 19 đến 21 giờ tại đây. Và trong chương trình là phần trình diễn của hàng ngàn nghệ nhân người Gia Lai và Ba Na đến từ hàng trăm buôn làng của 17 đơn vị huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh Gia Lai. Và trong chương trình ngày hôm nay là phần trình diễn của các nghệ nhân người Gia Lai đến từ làng Tiên, xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Trong suốt gần 2 giờ đồng hồ của chương trình, các nghệ nhân đã trình diễn hăng say những tiết mục cồng chiêng, hòa tấu nhạc cụ làm từ tre nứa, dân ca, dân vũ, và không thể thiếu đó là phần giao lưu trải nghiệm cùng các khán giả của chương trình. Ngoài âm nhạc truyền thống của mình, các nghệ nhân còn mang lên đây một ghề rượu và hai con gà do chính tay các nghệ nhân làm và mang lên sân khấu ngày hôm nay. Bài chiêng rất là quen thuộc với cộng đồng người Gia Lai. Bài chiêng mang tên Kukon Parabok Remai. Dịch ra, tạm dịch ra tiếng Việt có nghĩa là tiếng chim Parabok đoàn em. Và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức giai điệu tiết tấu của bài chiêng này.
Vâng, các nghệ nhân ơi, còn 15 phút nữa chương trình chúng ta mới kết thúc ạ. Đừng phụ lòng của các khán giả, chúng ta hãy tiếp tục tấu chiên lên đi ạ. Các khán giả còn rất là đông, vẫn rất là đang ngóng chờ xem phần trình diện của các nghệ nhân của chúng ta. Vâng, các nghệ nhân chúng ta hãy tiếp tục phục vụ khán giả cho đến 21 giờ. Vâng, kính thưa quý khán giả thân mến, thì các nghệ nhân sẽ nghỉ.